xâm hạng nhật điện xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng các cái con máy lọc không khí siêu phẩm trong cái lô hàng vừa về. Hàng về thì em vệ sinh đến đâu, tuyển chọn những con đẹp đang lên sóng phục vụ các bác đấy. Đến đấy. Ở đây tiếp tục là một con máy VIP VX70. Một con lọc không khí VX70 dùng cho phòng khoảng 50m² trở lại. Đấy. Một cái con máy phân khúc cao cấp nhất của Panasonic. Tại cái thời điểm nó ra mắt thì nó là con cao cấp nhất các bác nhé, được ưa chuộng nhất thị trường, và đến bây giờ nó vẫn cứ là những cái con máy hot nhất, cực đẹp. Hình thức còn rất là mới, vỏ nguyên bản các bác nhé, hình thức còn rất là mới đẹp. Máy về bên em cam kết tất cả nguyên zin 100%. Đấy, về chỉ có đấu đổi điện bên trong thôi và làm về vệ sinh phần hình thức, cho nên là các bác yên tâm về bên trong mạch nhé, không có sửa chữa bất kể một cái gì cả. Đấy là cam kết với các bác là như vậy. Một con máy xuất sắc luôn ạ. Quay các bác mọi góc cạnh để các bác ngắm. Máy rất là đẹp. Panasonic VX70, đây là luôn là một cái model đẹp nhất rồi. VX70 có nhé, 66W điện 100V. Đấy, con này thì bên em đã đổi điện sang thành 220V ạ, đẹp quá luôn. Bên Nhật nói đúng ra mà không bị cái khâu vận chuyển về Việt Nam nó qua hàng không mà nó xước thì quá đẹp. Đấy, nhưng về những cái con quá long lanh, con này em để số 6 các bác nhé. Đấy, số 6 này, các bác lấy con này các bác báo số nhé, báo đúng số với VX70 ạ. Đấy. Đây là một cái con máy full tính năng cao cấp nhất của Panasonic. Khóa trẻ em các bác này. Đấy, là khóa nhá, là tránh trẻ con họ chúng nó, các cháu nó nghịch vào. Bấm 3 giây mà. Hẹn giờ này. Eco này, tiết kiệm điện. Điều chỉnh cửa dâng này. Cửa vẫy. Điều chỉnh tốc độ lọc này. Điều chỉnh các chế độ lọc không khí bù ẩm khác nhau này. Chế độ này không có nước, máy không chạy nhé. Lọc không khí bù ẩm tự do. Chế độ này là lọc không khí tự động. Chế độ này là lọc không khí và bù ẩm tự động. Hay đặc biệt là con này các bác ạ, có cảm biến dò tìm chuyển động này. Rất là hiếm máy có chế độ này. Riêng các hãng chỉ có Panasonic là có cái cảm biến dò tìm người này. Tức là máy nó phát hiện người có trong phòng hay không. Nếu một thời gian máy hoạt động mà không thấy có người đi lại trong phòng, máy biết rằng là trong phòng không có người. Đấy, thì sẽ giảm tốc độ đi để giảm tối thiểu cái tiêu hao điện năng. Khi phát hiện có người vào thì máy lại tăng tốc hoạt động và cảm biến ánh sáng này. Đấy, ngoài cái tác dụng tắt là tránh các cái ánh đèn ban đêm, nó còn có cái tác dụng là biết rằng là khi mình ban đêm tắt đèn đi ngủ rồi thì máy sẽ giảm ở cái mức lọc êm nhất thôi nhá, êm nhất để không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đấy là những cái tính năng cực thông minh luôn. Con này thì bên em đã đấu điện 220V rồi, cắm trực tiếp điện lưới Việt Nam rất là tiện. Phần màng lọc thì đã thay mới, thay mới tinh các bác nhé. Màng này khi các bác mua máy muốn mua màng thì em bán là 400, nhưng mà em khuyên các bác là cũng không nên mua làm gì sẵn cả, để khi nào mình dùng hỏng thì mua, vì nó cũng dùng vài năm mà. 400.000. Màng than này thì không phải thay nhé, màng than này thì chỉ có rửa nhé. Màng than của Panasonic này rất là to, khử mùi rất là tốt luôn này. Đấy. To, khử mùi tốt. Một con máy em đánh giá là quá xuất sắc. Đấy. Đồ Nhật, nó là cực chất luôn. Nói về Nhật còn nội địa nó thì không có gì bằng luôn. Phần bình nước bù ẩm dùng cho những ngày khô rất là đẹp. Thay nước trắng tinh. Màng tàu ẩm con này nó xấu em đã thay mới nhé. Cái gì không đạt tiêu chuẩn thì là thay mới để có thể các bác chỉ việc dùng thôi. Còn khi bên em đã để lại dùng thì tức là phải đạt tiêu chuẩn mới để lại, chứ không có bao giờ chuyện là lắp một cái màng xấu vớ vẩn vào để các bác dùng đâu. Máy về là các bác chỉ có dùng thôi. Con này em bán 4,5 triệu nhé. Bác nào chốt các bác liên hệ. Những cái máy như này không có nhiều đâu, nhất là đợt dịch này. Cái mã nào chốt các bác lấy, các bác liên hệ nhé. Giá chưa phí vận chuyển. Chào các bác.